tuổi Kỷ Dậu năm 2019, nữ mạng vốn là phần bất định, phần đã được định sẵn của bạn. Nhưng với mỗi người khác nhau sẽ có những hành động khác nhau, cũng như lựa chọn những cách đương đầu với khó khăn, thử thách của mình là khác nhau. Vậy nên vận hạn tuổi Kỷ Dậu năm 2019 nữ mạng là giống nhau, nhưng kết quả mỗi người nhận được sẽ là khác nhau. Tử vi tuổi Kỷ Dậu nữ mạng năm 2019 sẽ có sao La Hầu chiếu mạng và gặp hạn Diêm Vương. Sao chiếu mệnh là hung tinh, đem lại những điểm dữ cho con người. Còn hạn tuổi thì có tốt, có xấu, tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng người. Xem tử vi năm 2019 tuổi Kỷ Dậu nữ mạng còn thấy được năm nay vận niên và ngũ hành đều xấu. Tất cả những điều không tốt này sẽ báo hiệu năm Kỷ Hợi sẽ rất khó khăn và cuộc sống gặp nhiều sóng gió đối với bạn. Y tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969 năm 2019 nữ mạng. Mạng, đại trạch thổ, đất nhà lớn. Sao, La Hầu, ốm đau, rối rắm. Hạ, Diêm Vương, bệnh đường máu huyết. Vận niên, mã ngộ đao, ngựa trúng thương. Thiên can, Kỷ gặp Kỷ, tương trợ, thuận lợi. Địa chi, Dậu gặp Hợi, tam tai ốm đau, khó khăn. Xuất hành, ngày mùng 1 Tết, từ 11 giờ đến 13 giờ sáng, giờ địa phương, đi về hướng Bắc để đón tài thần, đi về hướng Đông Nam để đón hỷ thần. Màu sắc, hợp màu, đỏ, vàng, kỵ màu, đen, trắng. Tổng quát tử vi Kỷ Dậu nữ mạng. 1. Con người, tính cách chiếu theo tử vi chọn đời và phần biến hóa trong tử vi Kỷ Dậu năm 2019 nữ mạng cho biết quý bạn tuổi Kỷ Dậu là người thận trọng, chăm chỉ, làm việc có ngăn nắp, có nếp sống kỷ cương, dễ thành công trong công việc, được sự tin cậy của mọi người. Tuy thông minh nhưng quá dè dặt, đã bỏ mất nhiều cơ hội tốt để làm việc lớn. Cuộc đời ít thăng trầm nhưng không mấy may mắn, làm giàu bằng công sức của chính bản thân hơn là do thời cơ đưa đến. 2. Sự nghiệp, tiền tài quý bạn là người vợ đảm đang, người mẹ hiền lành, cả cuộc đời vun vén cho sự nghiệp của gia đình, lo lắng cho chồng con hơn bản thân, không tiêu pha hoang phí, chịu khó tích lũy để phòng hậu họa. Quý bạn theo đuổi ngành nghề cố định, dễ thành công hơn là các ngành phải dùng tài xoay sở khéo léo, ứng xử nhanh nhẹn, đòi hỏi nhiều sự tiếp xúc, ngoại giao. 3. Cuộc sống, vận hạn nếu thuận xanh thu, đông. Ban ngày sẽ gặp được người chồng giỏi giang, cuộc sống được an nhàn hạnh phúc hơn. Nếu không, hậu vận mới được sung sướng, an nhàn và con cái nên danh. Xem tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2019 nữ mạng. 1. Sao chiếu mệnh tử vi tuổi Kỷ Dậu nữ mạng năm 2019 năm nay quý bạn gặp sao La Hầu chiếu mạng, nhiều việc lo âu, học hành gặp nhiều điều không thuận, cần quan tâm giữ gìn sức khỏe, phòng bệnh nạn. Sao La Hầu thuộc hành thủy, đối với những người mạng thổ, mọi trở ngại khó khăn đều có thể vượt qua. La Hầu nghe tưởng ví vang tháng riêng tai ách giữa đằng phải mang tháng 7 bệnh tật lan tràn cầu trời khấn Phật rõ ràng mới yên. 2. Hạn tuổi tử vi nữ 1969 năm 2019 có hạn Diêm Vương, bất lợi về đường máu huyết, cần quan tâm đến tim mạch, huyết áp và các bệnh lây nhiễm qua đường máu. Ngoài ra, lái xe cẩn thận phòng tai nạn phạm thân, gây đổ máu. 3. Tứ trụ tử vi 2019 tuổi Kỷ Dậu nữ mạng về tứ trụ, với thiên sinh, địa hung, cuộc sống gặp nhiều khó khăn bất chắc cả về sức khỏe, đi lại. Công việc làm ăn có người phá hoại, đầu tư tiền bạc vào làm ăn thì thua lỗ, ốm đau bệnh tật thì do tà ma gây ra, hay trong nhà có chuyện buồn. 4. Vận niên tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969 năm 2019 nữ mạng vận niên mã ngộ đao là cảnh ngộ ngựa chiến bị thương. Nếu gặp vận này mà không biết kiềm chế thì gặp thất bại, tốt nhất là mũ ni che tai, không nên cạnh tranh với ai, việc mình làm, không nên xuất hành đi xa, kỵ sông nước, cầu phà. Công việc kinh doanh nên giữ nguyên như trước, hạn chế đầu tư tiền bạc vào lĩnh vực mới, về cuối năm mọi việc sẽ tốt hơn. Phối hợp các yếu tố trên tử vi Kỷ Dậu 2019 nữ mạng, đứng về mặt ngũ hành để luận giải. Năm nay can kỷ thuộc âm, ngũ hành hợp hòa, hậu vận là thiếu gốc, hòa vận bất cập. Đối với quý cô, mạng thổ, gặp năm mộc là tương khắc biểu hiện một năm tất cả mọi việc không được tốt. Sao hạn, vận niên khá xấu, cuộc sống gặp nhiều trở ngại, rối ren, sức khỏe không tốt. Vận thế cũng không được tốt cho nên tất cả công việc làm ăn,
sức khỏe quý bạn phải chú ý cẩn thận. Vận hạn tuổi Kỷ Dậu năm 2019 nữ mạng về mặt tử vi. 1. Cung đặt mệnh tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2019 nữ mạng tiểu vận đi vào tuyệt địa cho thấy đây là một năm tương đối khó khăn với quý bạn. Đại hạn 10 năm từ 45 đến 54 tuổi, đây là đại hạn có nhiều biến đổi về mặt cuộc sống và có tin vui về thêm con thêm cháu trong gia đình, tuy nhiên công việc làm ăn của quý bạn không được tốt. 2. Cung tiểu hạn tử vi tuổi Kỷ Dậu nữ mạng năm 2019 tiểu vận cung mệnh có sao Long Trì, Đại Hao, Quan Phù, đây là bộ sao chủ về tiền bạc có sự tiêu pha nhiều, cẩn thận gặp phải cửa quan. 3. Cung tam hợp tử vi nữ 1969 năm 2019 tam hợp mệnh có các sao Tấu Thư, Đường Phù, Giải Thần, Phượng Các, Tràng Sinh, Lực Sĩ Hoa, cái đây là bộ sao tốt chủ về có tin vui trong gia đình và có quý nhân giúp đỡ trong công việc làm ăn. Ngoài ra còn có bộ sao xấu như Bạch Hổ, Kình Dương, Thiên Khúc, Mộ, Thái Tuế, đây là bộ sao chủ về máu huyết lưu thông kém, có sự thay đổi về công việc lại lại. 4. Cung xung chiếu tử vi 2019 tuổi Kỷ Dậu nữ mạng cung xung chiếu mệnh có Thiên Quan, LN Văn Tinh, Tiểu Hao, Phá Toái, Điếu Khách, Thai. Tuần đây là bộ sao chủ về tiền bạc tiêu pha nhiều, công việc làm ăn có người phá hoại hay có chuyện buồn đưa tới. Tổng hợp các yếu tố trên, về phương diện ngoại giao và việc làm, tất cả mọi việc làm ăn trong năm Kỷ Hợi đều không có sự khởi sắc và trong năm nay không nên đầu tư nhiều vào công việc làm ăn. Về phương diện tài chính, tiền bạc tuy làm ra được tuy nhiên cũng chỉ đủ chi tiêu. Về phương diện tình cảm vợ chồng không được tốt hay có xảy ra cãi vã. Về phương diện sức khỏe, có bệnh về đường tiêu hóa, ăn uống không được tốt. Nhìn chung, tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969 năm 2019 nữ mạng không được hưởng thiên thời địa lợi nhân hòa cho nên tất cả mọi việc làm ăn không được tốt. Không nên đầu tư tiền bạc vào làm ăn nhiều, chủ về thua lỗ không thu hồi được vốn liếng. Trong năm nay cũng là năm tai của quý bạn cho nên quý bạn cần phải chú ý sức khỏe. Kỷ Dậu tuổi mạng tương xanh. Tánh tình ngay thẳng, hiền lành trung lương. Cuộc đời ít gặp tai ương. Duyên tình không thuận, khó nương cậy nhờ. Quý bạn sanh thuận thu đông. Gia đình hưng vượng, tình nồng thắm thêm. Nghịch sanh duyên nợ khó bền. Trung niên mới được ấm êm gia đình. Hậu niên cuộc sống an bình. Tạo thêm phước đức, khương minh tuổi già. Năm mới Kỷ Hợi bất an. Tiền tài sự nghiệp ốm đau muộn phiền. Các tháng tốt nhất trong năm 2019 đối với tuổi Kỷ Dậu nữ mạng là tháng 2, tháng 8, tháng 12 âm lịch. Đây là các tháng tốt nhất để cho tuổi Kỷ Dậu làm mọi việc vật phẩm phong thủy hộ thân. Đối với tuổi Kỷ Dậu nữ mạng trong năm 2019 để hóa giải sát khí do sao La Hầu gây ra thì nên dùng hành thủy để tiết khí, như đeo trang sức, đá quý màu đen, màu xám, màu xanh biển như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, hoặc đá mã não xanh dương, đá thanh kim xanh đậm. Hay nên dùng sim phong thủy có ngũ hành hỏa hoặc thổ để tăng vận khí của bản thân. Xem tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2019 nữ mạng theo các mùa. 1. Vận mệnh tuổi Kỷ Dậu năm 2019 nữ mạng trong mùa xuân. Tháng riêng, đầu năm công việc làm ăn không được tốt, chú ý xe cộ và đề phòng chân tay. Tháng 2, công việc làm ăn gặp nhiều may mắn tuy nhiên chú ý khí huyết lưu thông kém. Tháng 3, công việc làm ăn không được tốt, đau ốm sức khỏe kém là do bệnh tâm linh. 2. Xem bói tuổi Kỷ Dậu năm 2019 nữ mạng vào mùa hạ. Tháng 4, có quý nhân giúp đỡ trong công việc làm ăn tuy nhiên chú ý giao kéo. Tháng 5, tiền bạc tiêu pha nhiều, công việc thì bị người phá hoại sau lưng. Tháng 6, công việc gặp nhiều may mắn tuy nhiên chú ý về tình cảm vợ chồng không tốt. 3. Xem tuổi Kỷ Dậu năm 2019 nữ mạng trong mùa thu. Tháng 7, có sự thay đổi nơi ăn trốn ở hay công việc có sự di chuyển đi lại nhiều. Tháng 8, có quý nhân giúp đỡ tuy nhiên tháng này làm ăn nên chú ý. Tháng 9, có chuyện buồn phiền trong gia đình hay có tang trong họ hàng. 4. Tử vi tuổi Kỷ Dậu nữ mạng năm 2019 trong mùa đông. Tháng 10, công việc làm ăn gặp nhiều thuận lợi, có tin vui đưa đến trong tháng này. Tháng 11, công việc làm ăn không được tốt, tiền bạc tiêu pha nhiều, ăn uống kém. Tháng chạp,
trong nhà có tin vui, tuy nhiên tháng này quý cô nên chú ý trộm cắp. Hướng dẫn cách cúng giải sao hạn trong năm 2019 theo tử vi tuổi Kỷ Dậu nữ mạng. Năm 2019 thì đầu năm nên cầu an, giải hạn mỗi tháng và nên cúng giải vào ngày 08 âm lịch và cúng vào lúc 21 giờ đến 23 giờ, thắp 9 ngọn đèn hướng Bắc làm lễ. Bài vị dùng giấy vàng và ghi Thiên cung thần thủ La Hầu tinh quân, rồi khấn cung thỉnh Thiên đình bảo thủ cung Đại Thánh, thân thủ La Hầu tinh quân vị tiền. We'll be right back.